Xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất, nóng nhất về diễn biến chính trường thế giới trên kênh youtube của báo đệ tử VTC News. Và sau đây là nội dung đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Giới chức Nga đã thu được dữ liệu từ hộp đen của chiếc vận tải cơ IL-76, được thông báo chở 65 tù binh Ukraine bị bắn rơi ở vùng Belgorod của Nga. Dữ liệu thu được từ hộp đen cho thấy, máy bay quân sự IL-76 của Nga bị tác động từ bên ngoài trước khi rơi xuống. Quan chức quân đội Nga giấu tên nói với TASS quan chức Nga nói với TASS, dữ liệu từ hộp đen loại trừ tất cả khả năng máy bay IL-76 gặp tai nạn và xác nhận rằng máy bay đã chịu tác động từ bên ngoài. Nói cách khác, máy bay đã bị bắn rơi trên không, mọi thứ đều rõ ràng. Quan chức này cho biết thêm rằng dữ liệu từ hộp đen của chiếc IL-76 đang tiếp tục được phân tích. Nga cáo buộc quân đội Ukraine bắn rơi máy bay bằng tên lửa. Ukraine không phủ nhận thông tin trên nhưng kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Ông Lavrov cho biết Nga hoàn toàn minh bạch trong cuộc điều tra này. Ông Lavrov nói Ông Zelensky đã yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế, nhưng cuộc điều tra quốc tế đó ở đâu? Chúng tôi đang điều tra một cách độc lập và không né tránh những ai muốn biết sự thật. Trước đó, ông Andriy Yusovs, người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU nói rằng, cho đến nay, không có bằng chứng nào cho thấy 65 tù binh Ukraine có mặt trên chiếc máy bay bị rơi. Tuy nhiên, gần đây, Ủy ban điều tra Nga đã công bố một đoạn video cho thấy các tù binh Ukraine lên chiếc máy bay vận tải quân sự được cho là đã bị bắn rơi ở khu vực biên giới Bengorod của Nga. Trong đoạn video dài một phút được công bố, một số xe tải tiến tới một chiếc máy bay vận tải đậu trên đường băng đầy tuyết. Các nhà điều tra viết mô tả đoạn phim cho biết, đây là cảnh tù binh Ukraine lên chiếc IL-76 bị rơi ở vùng Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc máy bay vận tải IL-76 của Nga đã bị rơi gần làng Iablonovo. Toàn bộ người trên máy bay, trong đó có 65 tù binh người Ukraine đang trên đường tới điểm trao đổi tù binh, đã thiệt mạng. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập họp khẩn sau vụ rơi máy bay này. Giới chức Nga cho hay, các bộ phận có thể là thuộc tên lửa phòng không bắn rơi chiếc máy bay IL-76 đã được tìm thấy tại nơi chiếc máy bay rơi. Cơ quan chức năng cũng đã tìm kiếm thu thập tất cả các mảnh vỡ của chiếc máy bay cũng như các cấu trúc kim loại tại nơi máy bay rơi và đã tìm thấy các bộ phận cho thấy có tác động từ bên ngoài vào máy bay, chúng được gửi đi để giám định. Các chuyên gia quân sự và điều tra hình sự cũng tham gia tìm kiếm các cấu trúc kim loại để phân tích Theo Business Insider, viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine đã bị chặn do Đảng Cộng hòa bỏ phiếu bác bỏ gói an ninh bổ sung do chính quyền Biden đề xuất vào tháng 12 năm ngoái. Theo đó, thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết điều đó có nghĩa là Mỹ không thể giúp sửa chữa, bảo dưỡng các loại vũ khí đã gửi tới Ukraine. Thiếu tướng Patrick Ryder nhấn mạnh rằng, vào thời điểm này, Mỹ không thể giúp Ukraine duy trì các hệ thống mà trước đây chúng tôi đã cung cấp cho họ. Tuy nhiên, thư ký báo chí Lầu Năm Góc không nói rõ những loại vũ khí Mỹ nào ở Ukraine đang cần hỗ trợ sửa chữa bảo dưỡng năm ngoái, quân đội Mỹ đã dẫn đầu một nhóm giúp đỡ lực lượng Ukraine sửa chữa vũ khí bị hỏng trong khi chiến đấu ở tiền tuyến qua điện thoại và qua trò chuyện video. Từ một cơ sở ở Ba Lan, nhóm gồm các binh sĩ, tình nguyện viên và nhà thầu từ Mỹ cũng như các đồng minh của Ukraine đã hỗ trợ sửa phần cứng cho lực lượng Ukraine ở tiền tuyến. Nhưng hiện hỗ trợ sửa chữa không thể được tiếp tục nếu không có sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ để thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, Thiếu tướng Ryder nói. Ông nói, và vì vậy, một lần nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quốc hội và kêu gọi cấp viện trợ bổ sung càng sớm càng tốt. trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn nhận định của giới quan sát cho rằng sau nhiều tháng phản công, quân đội Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo trầm trọng. nguyên nhân là do tốc độ sản xuất đạn pháo của Ukraine không thể đáp ứng nhu cầu chiến đấu, trong khi các gói viện trợ đạn pháo từ phương Tây bị trì trệ vì nội bộ các đồng minh của Ukraine như Mỹ và châu Âu đang chia rẽ về vấn đề viện trợ. cuối tháng 12 năm 2023, bộ trưởng bộ chuyển đổi số Ukraine ông Mykhailo Fedorov cho biết. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược trước mắt và đối phó các đợt tấn công của đối phương, các đơn vị Kiev đã dùng máy bay không người lái UAV. Theo Wall Street Journal, UAV có nhiều thế mạnh chiến thuật, có thể giúp quân đội Ukraine kìm hãm đà tiến của Nga và đối phó các đợt tấn công của đối phương. UAV có khả năng giám sát và trinh sát với độ chính xác cao, có thể giúp quân đội Ukraine thu thập thông tin tình báo quan trọng. Loại khí tài này còn có thể giúp Kiev nâng cao khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng chiến đấu, gồm bộ binh, không quân và hải quân. Thêm vào đó, UAV có giá rẻ hơn so với các loại đạn pháo, chỉ khoảng vài trăm đô la Mỹ một chiếc, giúp Ukraine tiết kiệm chi tiêu quốc phòng đáng kể. Ngoài ra, việc vận hành UAV cũng đơn giản và ít tốn nhân lực, nên có thể giúp quân đội Ukraine tạo ra những đòn tấn công bất ngờ, hiệu quả. Lầu Năm Góc tin vụ tấn công khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và hơn 30 quân nhân khác bị thương tại vùng biên giới Jordani-Zapsiri, có dấu hiệu do nhóm chiến binh Katai Hezbollah của Iraq tiến hành, được thành lập sau khi liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến đánh Iraq vào năm 2003. Qatar Hezbollah là một trong những phe phái vũ trang tinh nhuệ của Iraq, có quan hệ gần gũi nhất với Iran. Đây là phe vũ trang mạnh nhất trong tổ chức tự xưng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, tập hợp các nhóm vũ trang theo đường lối cứng rắn của người Hồi giáo CIA, chiếm đa số ở quốc gia Trung Đông này. Theo tạp chí Forbes, dù có tên gần giống và cũng nhận được sự hậu thuẫn của Tehran, nhưng Qatar Hezbollah không có liên hệ gì với lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban Hiện có rất ít thông tin về cơ cấu lãnh đạo của Qatar Hezbollah, trung tâm chống khủng bố quốc gia Mỹ ước tính nhóm có khoảng 10.000 thành viên tính đến tháng 9 năm 2022. Các quan chức Iraq và các thành viên của Qatar Hezbollah tiết lộ nhóm đang nắm trong tay kho vũ khí gồm UAV, tên lửa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Theo Reuters, sau khi ra đời, Qatar Hezbollah nhanh chóng nổi tiếng với các vụ tập kích chết người nhằm vào hàng loạt mục tiêu quân sự và ngoại giao ở Iraq trong những năm 2000, sử dụng đồng thời nhiều biện pháp tấn công từ bắn tỉa, phóng tên lửa và súng cối đến đánh bom ven đường. Nhóm chưa bao giờ công khai xác nhận hay phủ nhận dính lưu đến những sự cố đẫm máu trong khu vực. Mặc dù về mặt lý thuyết, Kata'i Hezbollah nằm dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Iraq với tư cách là một phần của PMF, nhưng nhóm thường hoạt động bên ngoài chuỗi chỉ huy và đã chống lại những lời kêu gọi của đa về việc chấm dứt tấn công vào các lực lượng Mỹ. Gần đây nhất, tổ chức kháng chiến hồi giáo tuyên bố đã dùng UAV để tấn công quân Mỹ ở ba địa điểm tại Syria, trong đó có hai căn cứ ở gần ngã ba biên giới giữa Iraq, Syria và Jordani. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu tổ chức có đứng đằng sau vụ tấn công cùng ngày vào căn cứ có tên Tháp 22 của Washington ở vùng biên giới Jordani, Giáp Syria, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và ít nhất 34 binh sĩ khác bị thương hay không. Theo Lầu Năm Góc, Washington tin sự cố có dấu hiệu do các thành viên Qatar Hezbollah tiến hành. Trong khi đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là do một nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn khiến 3 lính Mỹ ở Jordani thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác, là một làn danh đỏ bị phá vỡ. Kịch bản trả đũa quân sự đã nhiều lần được thảo luận ở Lầu Năm Góc và Hội đồng An ninh Quốc gia, nhưng các quyết định trên thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tổng thống Joe Biden đang phải đứng trước một loạt lựa chọn và kẹt giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa yêu cầu phải tăng cường dân đe và tránh một cuộc giao tranh trực diện với Iran. Một cựu chỉ huy Mỹ trong khu vực cho biết, các lựa chọn mà Tổng thống cân nhắc sẽ bao gồm các mục tiêu ở Iran có liên quan đến sản xuất đạn dược, huấn luyện và trang bị cho lực lượng ủy nhiệm của Iran. Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa và một số cựu tướng linh Mỹ đòi ném bom trực tiếp vào Iran Thêm vào đó, trong bối cảnh vận động tái tranh cử, Tổng thống Joe Biden rất nhạy cảm với cáo buộc Mỹ đang trở nên suy yếu trên trường quốc tế. Do vậy, Nhà Trắng tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt vụ căn cứ ở Jordani bị tập kích, được cho là do lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq thực hiện. Giữa bối cảnh đồn đoán Mỹ có thể mở một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, một số nguồn tin cho biết Mỹ đã điều 6 máy bay tiếp nhiên liệu tới khu vực. Iran cũng đang đặt các lực lượng vũ trang nước này trong tình trạng báo động cao, đặc biệt là lực lượng phòng không, để chuẩn bị cho các cuộc tấn công có thể xảy ra. Tuy nhiên, hiện Mỹ chưa xác nhận lực lượng kháng chiến Hồi giáo đã thực hiện vụ tấn công và người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết Mỹ vẫn đang điều tra thông tin tình báo. Theo ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken, phản ứng của Mỹ có thể được chia thành nhiều cấp độ theo từng giai đoạn và được duy trì theo thời gian. Tuy nhiên, theo giới quan sát, khu vực Trung Đông đã là một chiến trường đa mặt trận, một mặt trận chống Houthi, nguy cơ chiến tranh Israel-Hezbollah ở Liban, bất kỳ sự gia tăng vũ trang nào ở vùng vịnh sẽ khiến giá dầu tăng đột biến và lạm phát toàn cầu. Điều này cũng sẽ gây tổn hại lớn hơn nhiều đến triển vọng tái tranh cử của tổng thống Joe Biden, buộc tổng thống phải tính toán giữa được và mất nếu phát động cuộc giao tranh trực diện với Iran. Tổng trưởng lý ở 26 bang thuộc Đảng Cộng hòa hôm 29 tháng 1 đã ký một lá thư ủng hộ quyền bảo vệ biên giới của bang Texas trước làn sóng người di cư vượt biên, đề nghị tổng thống Joe Biden đứng sang một bên. Lá thư chỉ trích ông Biden và bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa DHS Alejandro Mayorkas vì cản trở nỗ lực của Texas nhằm ngăn chặn dòng người di cư. Lá thư cáo buộc lực lượng biên phòng dưới quyền ông Mayorkas đã liên tục cắt hàng rào thép gai của Texas nhân lúc lực lượng an ninh của bang sơ hở, tạo điều kiện để người di cư xâm nhập bất hợp pháp. DHS khẳng định sự cần thiết của việc cắt hàng rào thép gai để lực lượng biên phòng liên bang có thể tuần tra ở một số điểm đóng biên giới. Lá thư có chữ ký của Tổng trưởng lý các bang Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho Iowa, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, West Virginia và Wyoming. Thống đốc Texas Greg Abbott đã chỉ đạo lực lượng an ninh bang tiếp tục căng dây thép gai bất chấp phán quyết của tòa án tối cao. Theo thống kê của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới CBP, hơn 6 triệu người di cư đã tràn sang Mỹ kể từ khi ông Biden lên nắm quyền vào năm 2021. Căng thẳng giữa Texas và chính quyền liên bang đã dẫn đến những lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến ở Mỹ. Thống đốc Abbott sau đó đưa ra tuyên bố đáp trả, nói rằng nếu Tổng thống Biden liên bang hóa lực lượng vệ binh quốc gia Texas, thì đó sẽ là thảm họa. Ở Quốc hội, các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang chuẩn bị biện pháp đáp trả nhằm sát thải Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay có thể là cuộc bầu cử khó quên nhất trong lịch sử đất nước. Trở ngại lớn nhất là chính sách nhập cư, khi Đảng Dân chủ muốn đưa càng nhiều người di cư đến Hoa Kỳ càng tốt vì họ sẽ bỏ phiếu cho họ sau khi nhận được quyền công dân, nhưng Đảng Cộng hòa phản đối điều này và tìm cách đóng cửa biên giới đất nước. Tình hình di cư khó khăn nhất đã phát triển ở biên giới Mexico, do đó chính quyền Texas, do Thống đốc Greg Abbott của Đảng Cộng hòa lãnh đạo, trước đó đã quyết định nắm toàn quyền kiểm soát biên giới với Mexico bằng cách loại bỏ các quan chức biên phòng liên bang thống đốc Texas Greg Abbott đã ra lệnh dựng một bức tường biên giới khổng lồ để bảo vệ khỏi việc nhập cảnh bất hợp pháp vào tháng 7 năm 2023 và điều lực lượng vệ binh quốc gia của bang canh gác. Nhưng theo luật liên bang Mỹ, biên giới phải được canh gác bởi nhân viên của chính quyền liên bang Hoa Kỳ, chứ không phải của từng bang riêng lẻ. Vào ngày 22 tháng 1 năm 2024, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ra lệnh cho bang Texas trao trả quyền tiếp cận biên giới với Mexico cho lực lượng biên phòng liên bang. Đồng thời, Chính quyền Biden đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại lực lượng vệ binh quốc gia Texas nếu lực lượng này không rút khỏi biên giới. Vào ngày 26 tháng 1, thời hạn mà tòa án tối cao quy định để thi hành quyết định này đã hết, nhưng giới lãnh đạo bang Texas đã phớt lờ mệnh lệnh của Washington. Bộ trưởng Tư pháp Texas, Ken Paxton, đã từ chối yêu cầu của nhà trắng về việc cấp cho các đặc vụ tuần tra biên giới liên bang toàn quyền tiếp cận biên giới với Mexico. Còn thống đốc bang Texas, Greg Abbott tuyên bố thẳng thừng rằng ông sẵn sàng xung đột với chính quyền liên bang để bảo vệ biên giới của đất nước